một tuần nữa lại trôi qua rồi. Mai Thúy rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố thực hiện. Và trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau: khởi động hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh tầm nhìn xuyên thế kỷ; thanh niên thành phố sôi nổi tìm hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, Hội đồng tham vấn công tác hội và phong trào sinh viên thành phố giai đoạn 2017-2018 đã chính thức ra mắt với 17 thành viên là các chuyên gia quản lý giáo dục, giảng viên, nhà khoa học, sinh viên, du học sinh, đại diện các doanh nghiệp, báo chí, truyền thông. Đây là một giải pháp mới của Hội sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn phát huy hiệu quả vai trò đồng hành cùng sinh viên thành phố trong hành trình lập thân lập nghiệp và hội nhập quốc tế qua các chương trình, phong trào, đề án hoạt động thiết thực gắn với nhu cầu và thực tiễn xã hội, nâng cao chất lượng trong việc xây dựng chương trình công tác hội và phong trào sinh viên thành phố. Trong hoàn cảnh xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, gắn với thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay, mở ra không ít cơ hội và thách thức đối với thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Hội đồng tham vấn sẽ là một bộ phận quan trọng trong việc góp ý các chương trình, đề án, dự án của Hội sinh viên thành phố, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của sinh viên thành phố, từ đó định hướng dự báo, đề xuất những vấn đề, giải pháp cho công tác hội và phong trào sinh viên thành phố trong giai đoạn mới với nhiều cơ hội và thách thức. Cuộc thi thực hiện ước mơ lần thứ 5 năm học 2016-2017 là sân chơi hướng nghiệp dành cho học sinh trong phổ thông 30 tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Cà Mau do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Đào tạo Quốc tế Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Với mục đích giúp học sinh nâng cao năng lực định hướng nghề nghiệp tương lai, xác định mục tiêu và nuôi dưỡng ước mơ nghề nghiệp, phát huy tính năng động sáng tạo, theo đuổi đam mê, học tập và rèn luyện các kỹ năng cần thiết. Cuộc thi được diễn ra từ tháng 10 năm 2016 đã thu hút hơn 130.000 lượt học sinh từ Đà Nẵng đến Cà Mau tham gia. Trải qua các vòng thi, sơ loại, bán kết, chung kết, 5 gương mặt sáng giá sẽ xuất hiện tại vòng thi chung kết xếp hạng, diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 3 tháng 4 năm 2017 tại Nhà văn hóa thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là thí sinh Đặng Vũ Bảo, học sinh lớp 11A9, trường Trung phổ thông Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; thí sinh Lê Thị Trúc Hà, học sinh lớp 10CV1, trường Trung phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh; thí sinh Nguyễn Nhật Hoàng, học sinh lớp 12E, trường Trung phổ thông chuyên Quang Trung, tỉnh Bình Phước; thí sinh Nguyễn Hoàng Quỳnh, học sinh lớp 12 Hóa, trường Trung phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa Vũng Tàu; thí sinh Nguyễn Đoàn Thanh Dân, học sinh lớp 12A3, trường Trung phổ thông Lê Hồng Phong, tỉnh Lâm Đồng. Vòng chung kết xếp hạng sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày 3 tháng 4 năm 2017 chủ nhật tại Nhà văn hóa thanh niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Quán quân cuộc thi sẽ nhận được giải thưởng là một suất học bổng toàn phần chương trình cử nhân tại Đại học Western Sydney của Úc, trị giá tối thiểu 75.000 đô la Úc cùng nhiều phần thưởng giá trị khác. Ngày 16 tháng 4, Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh tầm nhìn xuyên thế kỷ lần thứ 9 năm 2017 đã chính thức khởi động. Hội thi là sân chơi truyền thống do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và báo Tuổi Trẻ tổ chức nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và tuổi trẻ, chào mừng Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn thành phố lần thứ 10, Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11 nhiệm kỳ 2017-2022. Hội thi được chia thành hai phần thi dành cho đội tuyển và trực tuyến cá nhân. Phần thi đội tuyển năm nay thu hút 85 đội thi với 505 thí sinh đến từ các trường đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tham gia. Phần thi đội tuyển được chia thành 3 vòng diễn ra từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 18 tháng 5 2017. Cụ thể, khai mạc và vòng loại diễn ra vào ngày 16 tháng 4 2017. Vòng bán kết diễn ra từ 24 tháng 4 đến 4 tháng 5 2017. Vòng chung kết diễn ra từ 9 tháng 5 đến 11 tháng 5 2017. Chung kết xếp hạng bảng B diễn ra vào 12 tháng 5 2017 tại Nhà văn hóa thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Chung kết xếp hạng bảng A và trao giải hội thi diễn ra 18 tháng 5 2017 tại Nhà văn hóa thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Phần thi trực tuyến cá nhân được chia thành 3 bảng với 3 đối tượng khác nhau. Bảng A dành cho tất cả sinh viên đang theo học tại các trường đại học cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bảng B dành cho tất cả các học sinh trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bảng C dành cho các thí sinh tự do là bạn đọc của báo Tuổi Trẻ Online và được chia thành 3 đợt thi, đợt 1 từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 4 2017, đợt 2 từ 22 đến 23 tháng 4 2017,
đợt 3 từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 5, 2017. Vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 5, 2017. Điểm mới của hội thi năm nay có thể kể đến đó là thứ nhất, đối với lại phần thi trực tuyến cá nhân, chúng tôi tăng cường các cái hình thức thi không đơn thuần chỉ là thi hỏi đáp trắc nghiệm với các bạn, mà còn có rất nhiều những cái trò chơi như ô chữ, ma trận, kết nối chữ, rồi các cái phần thi tìm hiểu về tổ chức đoàn để nhằm hướng tới chào mừng đại hội đoàn các cấp và đại hội đoàn thành phố lần thứ 10. Đối với lại phần thi đội tuyển thì chúng tôi tăng cường cái tính tương tác bằng các cái trang thiết bị công nghệ mới để cho các bạn có thêm cái sự hào hứng trong quá trình thực hiện các cái phần thi trên sân khấu. Và đặc biệt năm nay chúng ta có một cái phần thi mới, đó là cái phần thi ánh sáng soi đường, là cái phần thi các bạn sẽ giới thiệu về một cái tác phẩm mà các bạn tâm đắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó các bạn sẽ nói lên được những cái thông điệp, những cái giá trị mà các bạn rút ra được từ những cái tác phẩm của Bác để các bạn vận dụng vào trong thực tiễn cuộc sống học tập và rèn luyện của các bạn sinh viên. Bên cạnh đó thì đối với lại phần thi cá nhân trực tuyến năm nay, chúng tôi cũng rất là mạnh dạn mở một cái bảng riêng dành cho đối tượng các bạn học sinh trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và các bạn khối trung cấp nghề, để các bạn có thể bước đầu tiếp cận, tìm hiểu và thử sức mình đối với lại các cái bộ môn khoa học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh này. Hy vọng đó là một cái sân chơi mới, một cái lựa chọn rất là hấp dẫn dành cho các bạn để có thể khẳng định được cái trí tuệ và cái sự năng lực của các bạn khối học sinh đối với lại hội thi năm nay. Ban tổ chức nói chung và bản thân chúng tôi, những người làm giám khảo hội thi đều mong muốn rằng là trước hết là cái nguồn nhân lực chất lượng cao tương lai của quốc gia, thí sinh của chúng ta đấy, sẽ nắm thật vững những tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, mà những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh. Đấy. Nắm nó là một chuyện, là anh học, nhưng mà cái quan trọng hơn là anh vận dụng được cái đấy vào trong cuộc sống như thế nào, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Bởi vì các bạn biết là chúng ta quan niệm là học chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là học thuộc từng câu chữ, mà vấn đề là nắm bản chất của nó, vận dụng thế giới quan khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin, vận dụng phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin, vận dụng mà tư tưởng của Hồ Chí Minh vào bối cảnh cụ thể của xã hội nước ta hiện nay, nhất là trong cái bối cảnh thế giới hiện nay rất nhiều biến động, đất nước của chúng ta cũng đang có rất nhiều những cái nhiệm vụ lớn đang đặt ra trong quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước. Hội thi nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố, cùng nhà trường nâng cao chất lượng học tập các môn khoa học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên sinh viên học sinh, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên học sinh thành phố nghiên cứu vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập và rèn luyện bản thân. Thưa quý vị và các bạn, ngày cuối tuần vừa qua, thanh niên thành phố đã có dịp tìm hiểu bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua nhiều hoạt động tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại công viên 23 tháng 9. Không gian công viên 23 tháng 9 được thiết kế thành nhiều khu vực với các hoạt động tìm hiểu bản sắc các dân tộc Việt Nam. Hơn 1.000 hội viên thanh niên đến với ngày hội đã được hòa mình vào những tiết mục văn nghệ mang đậm nét văn hóa của các dân tộc Việt Nam như múa lân, đờn ca tài tử Nam Bộ, các bài hát đặc trưng của các dân tộc Khmer, Chăm, Hoa, vân vân. Các trò chơi dân gian như ném còn, nhảy sạp, đi cầu kiều, đi cà kheo được lồng ghép với các hoạt động trải nghiệm các ngành nghề truyền thống như làm đầu lân, nghề làm lồng đèn, thu hút rất đông các hội viên thanh niên tham gia. Trở thành một hoạt động truyền thống do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam là dịp giới thiệu đến các bạn trẻ về giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa của các dân tộc Việt Nam, góp phần giữ gìn và tôn vinh bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố tăng cường khối đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Thông qua ngày hội, chúng tôi cũng mong muốn là mang đến cho các bạn thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn của thành phố một cái không gian vui chơi, và để giúp cho các bạn có một cái hoạt động để các bạn có tìm hiểu
thêm về các truyền thống của các dân tộc, tăng cường thêm cái khối đại đoàn kết toàn tộc trên địa bàn của thành phố. Hôm nay thì được giao lưu với rất là nhiều dân tộc và cảm thấy mình được mở rộng hơn cái kiến thức của mình, không nằm trong cái phạm vi trường học mà nằm trong phạm vi của ngoài xã hội nữa, và được học hỏi, được giao lưu với tất cả nhiều bạn, nhiều kinh nghiệm và làm cho hoàn thiện bản thân mình hơn ạ. Tại ngày hội, các bạn hội viên thanh niên cũng có dịp gặp gỡ, giao lưu và trò chuyện với một số gương sáng điển hình thuộc các dân tộc thiểu số đang công tác tại các đơn vị trên địa bàn thành phố. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên dương và khen thưởng cho 51 gương thanh niên dân tộc tiêu biểu có thành tích trong các lĩnh vực học tập, lao động và tích cực tham gia các hoạt động do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phát động. Trước đó, Ngày hội văn hóa các dân tộc quận Bình Thạnh đã thu hút hơn 500 đoàn viên thanh niên từ các phường trên địa bàn quận Bình Thạnh đến tham dự. Ngày hội với nhiều hoạt động như thi tìm hiểu kiến thức về 54 dân tộc Việt Nam, giới thiệu các món ăn truyền thống, tặng những phần hỗ trợ cho gia đình các dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn quận. Dịp này, quận đoàn Bình Thạnh đã tuyên dương 16 gương thanh niên dân tộc tiêu biểu ở các phường thuộc địa bàn quận. Ngày hội văn hóa các dân tộc 19 tháng 4 hàng năm chính là một dịp để tái hiện cũng như lưu giữ nguồn gốc của mỗi dân tộc trên đất nước Việt Nam. Bên cạnh đó, các dân tộc anh em còn có cơ hội giao lưu và học hỏi văn hóa lẫn nhau, xây dựng tình đoàn kết chặt chẽ và chung tay giữ gìn sự phồn thịnh cho quốc gia, cho dân tộc. Chỉ mong ước có được đồng phục để đi học, có tập sách để giảm được gánh nặng cho gia đình, có một con búp bê để chơi hay đơn giản chỉ là có một bộ truyện tranh để đọc. Đó là những ước mơ rất đơn giản của một số đội viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn quận 5 khi tham gia vào hành trình cùng bạn đến trường, vươn tới tương lai. Tạm gác những phiền muộn của cơm áo gạo tiền, những lo toan của cuộc sống, bốn đội viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn đã tham gia hành trình cùng bạn đến trường, vươn tới tương lai do quận đoàn Hội đồng đội quận 5 tổ chức. Được mời tham gia hành trình và không được biết trước sẽ tham gia những hoạt động gì, nhưng các em dẫn đến từ rất sớm với tâm trạng hồi hộp, háo hức chờ đợi. Hành trình bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng, các em được ban tổ chức dẫn đi ăn sáng. Một bữa ăn sáng như thế này có lẽ đối với các em cũng là điều xa xỉ. Sau bữa sáng, ban tổ chức đề xuất cho các em được quyền thống nhất chọn một trong ba địa điểm vui chơi phổ biến ở thành phố. Và công viên Đầm Sen là nơi mà các em lựa chọn làm điểm đến để cùng nhau vui chơi trong chuyến hành trình này. Vừa đặt chân đến khu giải trí, các em đã rất thích thú khi được dẫn đi tham quan ở một địa điểm mà với đa số các em ở đây đều hoàn toàn mới lạ. Được các anh chị trong đoàn luôn theo sát và hướng dẫn nhiệt tình, các em được tham gia rất nhiều trò chơi. Với sự phấn khởi khi lần đầu tiên được đến và vui chơi thỏa thích tại công viên văn hóa Đầm Sen, em Lý Phượng Nhi, học sinh lớp 5 thuộc liên đội Nguyễn Viết Xuân quận 5 chia sẻ. Hôm nay con được đi Đầm Sen, con cảm thấy rất vui. Sau chuyến đi chơi này con cảm thấy rất vui và thoải mái. Con sẽ cố gắng học thật nhiều để không phụ lòng các anh chị và gia đình. Đây là lần đầu tiên em đi Đầm Sen, cảm thấy rất vui, thoải mái. Và em rất thích đi cùng với các anh chị. Em hứa sẽ học thật tốt để không phụ lòng các anh chị. Và em mong sẽ những chuyến đi vui vẻ với các anh chị nữa. Đối với nhiều trẻ có điều kiện gia đình khá giả, công viên văn hóa Đầm Sen không phải là một địa điểm mới lạ. Nhưng với những em này, chúng tôi thấy được niềm khao khát và mong muốn rất giản đơn qua từng tiếng cười và ánh mắt phấn khởi. Các em đã hết mình tận hưởng một ngày vui chơi thỏa thích, khác với những ngày phải học tập và làm việc giúp đỡ gia đình. Kết thúc những trò chơi tại công viên văn hóa Đầm Sen, các em cùng tham dự bữa trưa với tiệc buffet. Ở đây, các em được ăn uống tự do với rất nhiều món ăn mình yêu thích. Các em tỏ ra rất thích thú với kiểu lựa chọn thức ăn tự do này. Sau khi dùng bữa trưa, các bé tiếp tục được vui chơi tại khu giải trí dành cho trẻ em trong thời gian chờ đợi để được đi xem phim 3D như lịch trình đã định. Các bé đã vận động không nghỉ trong suốt cuộc vui, kèm theo những tiếng cười ngây thơ và thoải mái.
đây chắc chắn sẽ là một ngày vui đáng nhớ trong ký ức của mỗi em sau khi trở lại với cuộc sống thường nhật. Sau một ngày vui chơi thỏa thích tại nhiều địa điểm, các em lại tề tựu về hội trường quận đoàn 5 và cùng nhau hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp nhất sau gần 8 tiếng, cùng tham gia hành trình đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc. Trong buổi trò chuyện thân mật này, mỗi em đều nói lên ước muốn của mình. Có em ước một chiếc đồng hồ để xem giờ, có em thì mơ ước một bộ dụng cụ học tập đầy đủ cho năm học tiếp theo. Còn có em thì chỉ mơ ước rất đơn giản là có được một cô công chúa búp bê. Chúng tôi đã rất xúc động khi nghe được những điều tưởng chừng rất ngây thơ và giản đơn như vậy. Nhưng với các em là cả niềm mơ ước và mong mỏi, là những điều rất quý giá và lớn lao. Chính vì thấu hiểu được những điều mà các em đang mong muốn, các anh chị cán bộ đoàn quận 5 đã tổ chức chương trình để giúp các em thực hiện được điều mình mong ước. Và những món quà như điều ước đã khiến cho các em vô cùng bất ngờ và cảm động. Bên cạnh những món quà riêng chứa đầy ý nghĩa, mỗi em còn nhận được một suất học bổng trị giá 500.000 đồng, một bộ dụng cụ học tập bao gồm cặp, vở, bút viết và một phần ăn tối mang về ăn cùng với gia đình. Xúc động trước những việc làm của các bạn cán bộ đoàn quận 5, phụ huynh của em Nguyễn Trần Gia Phi xúc động chia sẻ. Hôm nay bé được một trải nghiệm quyến đi chơi cùng các anh chị bên quận đoàn thì em là phụ huynh thì em rất là vui. Và cũng cảm ơn tất cả các anh chị bên quận đoàn đã tổ chức cho bé một ngày thật là vui và như vậy. Mục tiêu thì không phải chỉ dừng lại ở câu chuyện là cho các em hưởng thụ về nhu cầu vui chơi giải trí đâu. Mà thông qua cái hành trình này để coi như là một cái phần thưởng, một cái phần quà để động viên và khích lệ tinh thần các em học tập cho nó tốt hơn trong giai đoạn tới. Và đồng thời thì cũng mong muốn thông qua hành trình để giáo dục, định hướng cái suy nghĩ của các em để các em biết yêu thương, biết chia sẻ với những bạn bè đồng trang lứa của mình. Và đặc biệt là khi các em về với lại cuộc sống đời thường hàng ngày, về với gia đình của mình, thì các em biết chia sẻ cùng với gánh nặng của chính những người thân yêu nhất của mình. Hành trình cùng bạn đến trường, vươn tới tương lai chính là một chương trình mang ý nghĩa sâu sắc thiết thực. Bên cạnh việc tạo cho các thiếu nhi một sân chơi lành mạnh sau những ngày học tập và mưu sinh mệt mỏi, còn thể hiện sự quan tâm, động viên tinh thần của những người anh, người chị cán bộ đoàn, động viên đối với các em và giúp các em phải biết yêu thương gia đình mình, phấn đấu học tập thật giỏi để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình truyền hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ quen thuộc của chương trình 21 giờ thứ tư trên kênh HTV9. Mọi thông tin, quý vị và các bạn vui lòng gửi thư về địa chỉ Ban biên tập chương trình truyền hình thanh niên, số 1 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận Nhất. Email truyền hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh a@gmail.com hoặc số điện thoại 0838 298 669. Còn bây giờ, Mai Thúy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.